Ôi hello, tuấn có thời gian 30 phút dùng motocan, motobox, remap mở tour trên con xe winner, mở tour vision, mở tour sh. 3 phút sau các bạn vui lòng liên hệ với Đi Tuấn để truy cập vào trong nhóm. Thank you mọi người, cảm ơn anh trai ở Hà Nội chốt cái đơn khuya con Spartan. Tuấn mở ra test cho mọi người, mai gửi đi Hà Nội luôn. Cảm ơn anh trai, ở phút này anh trai vừa ấn chốt Spartan để ngày mai chúng ta vào nhóm học. Anh trai chờ em một chút xíu tí em đưa vào đường link. Hello mọi người, can và bốc. Đi Tuấn đã sẵn sàng. Và ngày mai cặp này sẽ gửi đi Hà Nội và một cặp sẽ gửi đi Sài Gòn và Spartan tiếp tục đi Hà Nội. Hà Nội thực tiến. Rồi, ok. Chết đêm nay coi như là bỏ, không có gì cả. Rồi. Chia sẻ mọi người. Mọi người đang lao đao chết khá là nhiều. Đêm nay mình sẽ mô phẩm cho mọi người. Rồi, mình sẽ chắc ăn hơn, mình sẽ kết nối cái jack đa năng để cho nó ok nhá, cho nó dễ. Rồi, winner IC ở đây, mình đã bọc vỏ ra ngoài này. Rồi, bắt đầu. Chúng ta vừa xem vừa chia sẻ, tốc hành. Rồi, bắt đầu mình sẽ sử dụng motocan và motobox. Ôi giời, mình chưa tắm rửa mọi người. Rồi em live stream cảm thấy không thấy mệt mỏi trong người luôn, cảm thấy là khoái là like thôi. Bởi vì mọi người luôn luôn ủng hộ. Tối giờ mọi người chốt hai cái máy mà. Mắc mới thì em không có sức. Mọi người cho em có tiền, em ăn no lại like. Thế thôi, like liên tục. Cứ biết sao cảm thấy sướng. Tất cả nó đều ok. Được khoái. Rồi, để xem nào. Em ống quần còn ống thấp ống cao này mọi người, sắn nó đi được cái cày. Khoái là mình bốc. Mọi người chia sẻ cho mọi người đi mọi người ơi. Em hết chỗ để xe luôn rồi. Không còn chỗ nào để nhét xe luôn rồi. Đây là SH này. Đây gần test anh em này, đây là SH này, tháo trần chuồng SH xong cái cây này. Được không? Đây, nó lại dọn phun xe hết. Đây, con SH này mới chiều mới mang vào rồi. Khóa sang mất cây. Ôi, khóa này anh em học hơi bị sướng. Nhiều con xe khách hàng để đây em dạy luôn. Ê, khóa sang mất cây, đồng hồ tháo là tả. Khóa này anh em trúng rồi. Bởi vì khóa này là khá là nhiều xe. Nora nhỏ này, anh em được học này. Winner V1 nếu còn thời gian dạy luôn này. Winner X này, Vespa này. Ôi giời ơi, 23V này, họng ga rời. Khóa này các bạn được học khá là nhiều xe. Đúng không? Khóa này tiếc gì anh em nổ tài khoản hoặc là anh em mua máy đi. Đó, khóa này đây Vespa này, Vespa họng ga rời vẫn chưa giao này. SH này. Đúng không? Noza này, chơi hết. Trời ơi, khóa này lại có winner này. Móc mới tại sao không thêm tiền vào để học. Chia sẻ mọi người, bổ cho vào quạt xẻ. Nhanh lên, đây, motocan sở mắt tuôn, đêm nay sử dụng motoscan, motobox, mở tour nạp file, remap winner. Ok, đã xong, chết bỏ, chết thì các bạn cũng đừng cười tôi. Rồi, chia sẻ đi, mỗi người khoảng 10 nhóm, mình chờ phát để bô nhanh đi. Rồi, hẹn tất cả anh em 21:30 cầm máy vào trong nhóm kế tiếp nha. Rồi, để đêm mai chúng ta bắt đầu học nha. Giờ này đêm hôm qua, đêm mai là chúng ta sẽ học được 1:30. Đêm mai thì Tuấn không còn thời gian để chia sẻ cho mọi người nữa. Ôi giời ơi, khóa này anh em trúng rồi. Khóa này mệt Đình Tuấn thôi. Sao không chia sẻ nhở? Không yêu mến nhở? Thấy Đình Tuấn like nhiều cảm thấy không khoái. Không thích nữa hay sao vậy? Không thích thì tắt like nha. Có muốn mình chia sẻ con Winner X này không? Chết đi xe đêm nay bỏ. Đúng không? Thích thì chia sẻ đi. Ôi giời, Winner có đi đâu thì mai phải tháo nhựa ra không nó chảy hết. Mai phải vào trong hết xin đồ bọc lại nó chảy, bởi vì để đây nó chảy hết. Mới ông cu em này dắt lôi ra rồi vào chảy. Winner này mới lên dần mâm vàng. Ghê không? Đó. Mới lên dần mâm màu vàng, sơn xong.
chia sẻ cho thầy đi. Chán 34 người coi thì đúng rồi, không khoái. Thôi, tùy theo mọi người nào xem được thì xem, em mệt rồi. Tùy theo mọi người thôi, mọi người yêu mến em thì mọi người chia sẻ thôi, không yêu mến em thì thôi. Mưa rồi kìa. Mọi người không yêu mến em thì thôi, không chia sẻ em thì thôi. Không yêu em nữa thì thôi, biết sao bây giờ. Tình yêu tôi kể người nghe, chuyện đời tôi hát người tôi yêu. Winner, winner. Rồi, hết chỗ đi luôn. Chật, hết chỗ đi. Chuyện đời tôi hát người tôi nghe. Chuyện em yêu Tuấn ơi, em chào anh nhé, em chào anh. Em chào mọi người. Chuyện của tôi hát người tôi yêu. Anh em dùng motocan thì mua cái bộ này này, cắm bịch vào. Tuấn ơi, anh à, em chào anh. Tuấn xin chào anh. Mừng tay nắm tay ba 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 ba, dừng ngôi sang tay nỗi lo chuyện tốt, tại vì người mong thương rồi đúng không? Thì ok, thì có qua thì mới có lại, thì mới toại lòng nhau. Thì hôm qua mình đã mua con xe mới, mình đã remap bằng con Smart Tool. Thì chúng ta có qua có lại, thì hôm nay mình sẽ tiếp tục remap bằng con Can, cho chúng ta hài hòa cuộc sống này có qua có lại. Và hẹn anh em vào đêm mai là đêm 26, chúng ta sẽ bắt đầu học vào lúc 19:30 với tất cả số lượng trên 20 con xe này. Khóa học này sẽ kéo dài cho các bạn và anh em 20 đêm. Đó là tùy tấm lòng mọi người. Xin chào thầy Đào Đình Tông.
chia sẻ bổ quả sẻ đi mọi người ơi. Đấy, cho mọi người coi lại một lần cuối, mọi người tin tưởng bọn mượn mua máy sở bất tun, mua máy vân vân, mọi người đều được tặng. Đấy, đó, dàn xe này thì các bạn yên tâm. Rồi, lỡ nay hôm nay mà chết đi xe thì các bạn cũng đừng cười. Không có gì phải cười cả. Rồi, bắt đầu. Chúng ta reshop. Rồi, anh em chuẩn bị. Rồi, anh em nào hôm nay đã check winner, win ước thì anh em vào luôn nhá. Hôm nay anh em lại đền nhiều quá. Đền mấy triệu bạc. Bắt đầu. Tắt khóa, mở khóa này cho quý vị coi này. Rồi. Rồi, quý vị chia sẻ cho em đi, mỗi người khoảng vài nhóm nhá. Bật Zalo chia sẻ cho em cái đi. Và đầu tiên em remap mở tour nạp file thì can lưu ý trên những dòng xe Winner X nha. Can dùng máy gì em không biết. Mà can cứ chọn lộn một phát hầu như nó sẽ chết luôn con IC. Thì ở trên Việt Nam không có thầy nào cứu được luôn. Trừ khi anh em phải mở khu IC để tháo lấy chip chủ MCU ra bọn can mới nạp được. Kể cả can dùng MST, can chỉ cần vào lộn cái file 48, 56, 64 ghi mê đấy thì hầu như IC này chết luôn. Dám đảm bảo Việt Nam này không có ông nào cứu được luôn, trừ khi lôi chip chủ, bởi vì các bạn sẽ không kết nối được cổng Kalai. Đấy, thì anh em sử dụng máy chúng ta lưu ý nhiều lúc xe vào má con xe này khách ở quê này chưa mua biển số này, trời ơi vào bắt biển số anh ơi, remap nạp file cái là rồi. Còn riêng tay ga thì Tuấn mua xe về nhà để phá thì không sao. Và đặc biệt khách hàng ở quê thì mua được con xe này người ta phải dần dụng tiền. Người ta mua rồi các bạn mở tour, các bạn nạp cái file gì đấy, nó lộn thì nó chết. Thì cuộc đời chúng ta hơi bị đen thôi. Xe của em vẫn tiếp tục chạy 2 km. 2 km. Bắt đầu chúng ta hành trình đi tìm ẩn số. Chết IC mọi người đóng góp cho em mỗi người 20.000. Nếu đồng ý bấm OK. Nếu đồng ý bấm em cái ô xì kê. Nếu chết IC mỗi người góp em 5.000 thôi. Yeah, vui vẻ đi mọi người ơi. 50k luôn hả? Rồi, một người 50k, bao nhiêu người nữa? Rồi, chết nhớ ủng hộ nhá. Trời nó mưa hơi to nên em nói hơi bị lớn một chút xíu nhá mọi người nhá. Chia sẻ mọi người ơi. Chết mỗi người ủng hộ em 50k nhá. Ô xì kê. Vui là được. 21 giờ anh em liên hệ với em vào Zalo để vào trong nhóm học nhá. Từ đây đến ngày mai em sẽ đưa mọi người vào. Đêm mai bắt đầu học. Chia sẻ cho em mỗi người khoảng vài nhóm đi mọi người ơi. Lỡ yêu em đêm nay thì yêu luôn. Em phải xa rời mới các anh trong vòng 2 tuần. Thì 2 tuần em không gặp mọi người ở trên Facebook thì em khá là buồn. Không biết các anh có nhớ em không. Một người ủng hộ 200k. Nhớ nhá. Comment ở bên dưới là phải nhớ lời nhá.
ok. Quý vị nào comment 50.000, 20.000, lỡ đêm nay chết thì tí nữa nổ tài khoản cho em nhá. Bởi vì chúng ta là người lớn, nói là phải giữ lời nhá. Em sẽ làm cho nó chết luôn. Cứ thoải mái chơi đi. Bởi vì xe này xe của em à, không thằng nào hối đâu. Một tuần sau em mua IC về cũng kịp. Nên các anh cứ yên tâm, mỗi người chuyển khoản 50.000, 200.000. Bởi vì các anh nói thì các anh phải giữ lời. Bởi vì các anh lớn rồi. Đúng không ạ? Thank you mọi người. Mình lớn rồi, mình nói mình phải giữ lời. Em chia sẻ vài nhóm cái đá mọi người ơi. Nè. Hiếm lắm anh em ơi, hiếm lắm con Vali à, con Winner này mà mang ra mở tour chết IC thì hiếm lắm. Việt Nam không làm được điều đó đâu. Xì kệ. Chia sẻ đi, trời ơi anh em ơi. Lỡ yêu đêm nay nữa thôi, đêm ngày mai có bảo thì Tuấn like nữa thì mình cũng không like đâu. Nha. Đêm mai quý vị bảo Tuấn ơi, like cho mình nữa thì mình cũng không like đâu. Biết ơn. Shut in. Trung tâm. Đời bắt đầu. Quý vị nhìn rõ không? Kết nối. Honda. Net. Oshike. EKP. Mở bằng máy chết sao được. Winner. Winner. Và đêm nay nếu máy này mở ok, anh em nào mua luôn em bán giá hạt rẻ một cặp này luôn. Được chưa? Em bán luôn. Winner X. Anh gửi cho mày cứu Minui ơi. Anh chết anh gửi cho mày cứu. Động cơ. OCK. Chết cha. Từ từ cái đá. Ồ. Rồi anh em chờ em chút xíu. Chờ em trong giây lát. Em phải xóa lỗi cái đá mọi người ơi. Xóa lỗi không nó chết IC. Xóa lỗi chút. Ơi. Nè em chờ chút em xóa lỗi cái đá. Quên mất. Quên mất. Rồi, OCK. Xá lỗi không? Nó chết mất IC. Rồi. Bắt đầu. Net. OCK Việt Nam. Chúng ta đi tăng tốc ở trạng thái Winner X. Rồi. Động cơ. Đây, chúng ta sẽ vào nạp phần mềm ECM, chỉnh chuẩn Oleo, thông tin của ECM. Rồi, chức năng này sử dụng nạp phần mềm ECM bị lỗi do các nguyên nhân. Nạp phần mềm lỗi, nạp phần mềm sai, nạp phần mềm tự chế, tự độ. À. Cái này anh em phải chọn nè. 51 NG1 nè. Ôi. Thế em chưa vào sai bao giờ, chưa chết. Thôi em cứ vào đúng cái đá.
Thông tin của Mobot 2.2. Đây, nạp phần mềm gốc, chữ 1, chữ 2. Nạp phần mềm tùy chọn. Em tùy chọn một cái xem nào. Cứu hộ. Cứu hộ 24/24. Cứu hộ. Rồi thì quý vị ở đây là nạp gì? Nạp file gốc cộng 4, cộng 3, cộng 2, cộng 1. Nếu quý vị con xe này bị hụp ga thì ở trong này cái mục từ 1 tới 4 tùy theo quý vị chọn. Nó tương ứng với trạng thái con xe mang vào. Nha. Rồi ở trạng thái ở đây là con xe này nó đang hao xăng. Khách hàng bảo đi Winner X. Hao nhiều, hao ít thì tùy quý vị chỉnh. Hoặc quý vị có thể nạp về map gốc. Và em hôm nay thì ngẫu hứng em nạp cái file tùy chọn. Rồi xem tình hình gì xảy ra. Bởi vì em chơi mạo hiểm. Rồi. OK. Anh em chờ em trong giây lát. Rồi, K56, V51. Em nạp về bản gốc đi. Rồi, anh em nào tội thì vào trong này nhá. Ôi giời, gốc với 1, 2, 3, 4 như nhau. Em thử cái đã. Lỡ may tội, mỗi người 50.000. Thế này thì không chết rồi. Ôi chạy pha pha. Bởi vì tại sao không mọi người? Em không muốn lấy tiền mọi người. Đúng không ạ? Bởi vì mọi người đôi khi 50.000 mọi người cũng vá 5 cái xăm rồi. Rồi nhiều ăn lúc nãy là ăn gì nhỉ? Ăn giáp, ăn bảo 200k thì đôi khi mất một ngày công của các ăn rồi. Em không lỡ. Ăn xuân giáp đúng không? Ăn nãy ăn bảo 200k thì em đời nào lỡ nòng mình. Em gọi là nòng mình đấy. Anh em hiểu không? Không lỡ nào lấy của mọi người như vậy được. Nhảy số rồi thì chúng ta cùng nhảy thôi. Tìm đâu. Buồn em rồi à? Hay là mới ăn muốn chết? Muốn chết thì em cho chết có cái gì đâu. Em lại lấy tiền mọi người, em buồn. Buồn nào hơn đêm nay. Khi Đình Tuấn phải chia. Chia gì? Chia tiền cùng anh em thì nó buồn. Em bao luôn anh em mua máy em tặng nhóm học 15 tới 20 đêm. Anh em nào đêm nay chốt cặp can và bốc này giá cực rẻ, inbox cho em. Rồi. Lúc này cộng 4 thành công. Làm gì nữa? OK. Rồi, tắt bật khóa điện, nổ garanti để lập trình. Rồi, xem hao xăng không? Đồ chết cha, để không nổ đâu. Chết đâu. Trời, anh em giờ để không nổ luôn rồi. Thôi xong. Thôi toang. Rồi. Rồi. Buồn nào hơn đêm nay. Khi thấy Winner
mới mua hôm qua, hôm nay lại tèo IC. Buồn quá trời ơi. Còn số không ăn, tại sao mày lại nhắc? Còn số 2, tại sao không đề? Thằng này giỏi thông minh, làm ăn đang buồn, cuối cùng ăn lại tỉnh giấc, bởi vì nó còn số 2. Quý vị phải bóp con tay, em sẽ để bố về mò. Rồi, N. N ký hiệu trên những cái dòng xe ô tô. Quý vị dừng lại, quý vị phải về N. Rồi, bắt đầu. Buồn nào hơn đêm nay? Chị kể. Rồi, cảm ơn mọi người nhiều. Rồi, chúng ta lại đi phân tích dữ liệu. Coi hao sang không? chị kể. Coi hao sang không? Đêm nay anh em nào chốt cặp Motocam và Motobox phần mềm mới nhất hiện nay có một cái giá cực kỳ là ưu đãi. Mọi người vui lòng liên hệ với Địch Tuấn. Lê cốt. Rồi. Honda Net OCK Việt Nam. Winner X, động cơ, thông số hiện hành. Rồi, nhiệt độ của chúng ta hiện tại đang là 44 độ C. Điện áp lúc này sẽ còn là 1V9. Nhiệt độ khí nạp 29 độ C, điện áp sẽ là 2V7. Quý vị chỉ cần đọc như vậy thôi, không cần phải 2710mV. Rồi, nhiệt độ tăng từng bậc là xe này cảm biến nhiệt OCK. Rồi, chúng ta sẽ nhìn vào cảm biến map, dao động và điện áp. Góc mở bấm ga 00, điện áp sẽ là 500mV, có dao động. Rồi, RPM, dòng tua máy, góc đánh lửa, thời gian full, acquy. O2, nhiệt độ phải trên 300 độ C. Thì O2 mới làm việc, quý vị chờ trong giây lát. Nếu O2 cứ trên 1V là chúng ta có thể gì? Chúng ta hiệu chỉnh AF hơi bị động. Rồi, Winner này sẽ hao xăng nếu cảm biến nhiệt cứ là 1V, hoặc là 800 hoặc là 900. Rồi, chúng ta sẽ lướt lên xem nhiệt độ máy trên 60 độ C chưa. Rồi, chúng ta sẽ chờ thêm 2 độ C nữa. Chúng ta sẽ kiểm tra AF và hệ số ECM. Rồi, OCK. Chúng ta vào kiểm tra AF. Nó sẽ là trên điều chỉnh 2F. Rồi, anh em sẽ nhìn thấy, đúng không? Tỷ lệ hòa khí, tỷ lệ hòa khí lý tưởng nhất là 14.7/1. ECM hiệu chỉnh khi chúng ta tăng. OCK. Rồi, đêm nay quý vị sẽ nào chốt con Motocam và Motobox thì ok, sẽ để bô cho quý vị. Và tiếp tục, bây giờ sẽ tiếp tục làm lại con Vision lúc trưa. Rồi, khóa Smoky K44P. Rồi, bắt đầu lúc này chúng ta sẽ dùng sợi cáp đơn sơ EKP. Rồi, chúng ta nhân tiện chúng ta sẽ kết nối vào đây luôn cho nó dễ. Rồi, lúc này chúng ta sẽ rút ra gì? Rút cáp của Winner. Thì lúc này sẽ chuyển qua của xe Vision. Quý vị không tập trung vào Winner nữa, mất công quý vị hiểu lầm.
Rồi, bắt đầu chúng ta nhấn công tắc để đánh thức SU. SU sẽ dập mát cho cuộn từ xoay núm. Rồi, trước khi kiểm tra con xe này có đề được hay không. Rồi, xe này im ru. Để chắc chắn cho quý vị biết rằng xe này kiểm tra có chống điện, coi có bị gì không. Và kiểm tra đèn FI, mình sẽ di camera tới sát hơn một chút. Rồi, lúc này chân chống điện đã được đá lên ở bên hông. Chúng ta sẽ nhìn. Rồi, xe này không có đèn hiển thị FI. Mất bơm xăng. Mất bơm xăng. Đúng không quý vị? Nếu quý vị nghe OCK bấm cái số 1. Bởi vì ở đây đều là live stream trong cái fanpage này. Nó đều là chuẩn tới 100% clip video không chỉnh sửa để đăng lên YouTube. Bởi vì mình sinh ra không phải để kiếm tiền trên YouTube. Mình sinh ra chỉ biết là live stream trên cái trang fanpage này thôi. Quý vị nào cảm thấy yêu mến, xuống tiền ủng hộ cho em đêm nay. Để đêm vào ngày mai chúng ta vào nhóm học, chúng ta học luôn. OCK chắc ăn chấn điện. Rồi, lúc này quý vị sẽ không thấy nhìn thấy cái motor bơm nó kêu e. Bởi vì đèn chất không sáng. Đúng chưa? Rồi. Thì xe này bây giờ mình không có kiểm tra cái gì nữa. Lúc này mình chỉ biết rằng không FI, mất lật đề luôn. Rồi. Vậy chúng ta sẽ để im ở đây. Và dây Kalai mình đã kết nối sẵn cho mọi người. Và đêm nay khi chúng ta đang remap, chúng ta hiệu chỉnh AF hay là làm cái gì cứ nói là mở tua. Hiệu chỉnh AF, remap này. Rồi mở tua này, nạp file này, nghe nó mệt. Anh em chúng ta dân sửa xe dầu nhớt, dân ngu cu đen, chúng ta cứ bảo là mở tua. Rồi thiên hạ bảo remap, hiệu chỉnh AF, nạp file. Thì chúng ta chọn cái cách mở tua cho dễ. Rồi bắt đầu chúng ta tiến hành tới cặp máy. Chưa ba nào khóa nào mà đặc biệt ưu đãi như khóa này thì anh em hãy lưu ý. Đây, được chưa? Rồi chúng ta sẽ kết nối với motor bốc. Rồi đầu còn lại của bốc chúng ta sẽ kết nối với can. Cái này anh em không cần phải đọc là motosiken. Motobox mà anh em hãy ngày mai bảo Tuấn ơi bán cho mình cái máy can. Ghi cho mình ba cái số cuối cùng. Tuấn ơi, can 7. Ghi chữ cờ an an, cờ ăn can. Và bốc thì anh em chỉ cần ghi chữ gì? Chữ bò. Bo và chữ x là thành bốc. Bờ bò o x. Anh em không cần phải ghi là motosiken. Motosiken. Anh em phải đọc ra nó có âm xì. 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 Ê, tiếng Anh mà. Chì. Nên nó hơi kỳ là mệt. Motosiken. Xì, lúc nào xì nó mệt. Toán ơi, bán cho mình con ken. Osike. Người dẫn chương trình như tôi nói hầu như nó bị mất nước và đồng thời nó bị khô họng khá là nhiều. Cảm thấy quý vị xem cái clip video này cảm thấy nó bổ ích thì quý vị chịu khó like, chia sẻ, thả tim cho em. Bắt đầu. OCK Việt Nam. Rồi. Mỗi người không làm gì, chỉ cần lấy con tay này thả, nhấn like. Quý vị nhớ là vào Vision 23 tới 2020. Nhớ nó phải có chữ ESP. OCK. Thì lúc này chúng ta lại tiếp tục chọn cái gì? Nạp lại phần mềm. Hiệu chỉnh. Tùy theo quý vị chọn. Hai cái này nó như nhau. Nhớ. Nhớ. Bất kỳ quý vị kết nối với con xe nào, nó có cái hiệu chỉnh AF thì quý vị mới làm được điều đấy. Còn xe không có hiệu chỉnh AF thì quý vị cũng không cần hỏi phải bố con thằng nào trên mạng. Tuấn ơi. Hoặc là gọi cho công ty, hoặc là ông này, ông kia. Xe này không hiệu chỉnh được bởi vì nó không có hiệu chỉnh. Anh em hiểu không? Và mình xin thưa với các bạn như thế này này.
Những anh em nào học của tôi, máy trục trặc gì, tôi nói nhá, tôi làm bị sai nhá. Ở trên Việt Nam này, trừ những cái nhà sản xuất nhá, ngoài ra thằng nào không bao giờ cứu được các bạn. Được không? Trừ khi nhà sản xuất, trừ khi người viết phần mềm, thì người ta mới cứu được các bạn. Còn ở Việt Nam này, mấy thằng đó nó ngang như tôi hết, chưa chắc ăn được tôi. Nên các bạn không cần phải nghe thằng nào làm clip cả, không cần phải nghe, phần mềm là do người ta viết. À, sai người ta phải chỉnh sửa, được chưa? Bất kỳ một cái gì cũng vậy, linh kiện điện tử nó phải có cái lỗi. Giống lúc tối nay tôi livestream cho anh em con AB đen nhám hộp ga, bố nào vào làm được đi. Rồi anh em yếu tay nghề, anh em bảo ok giống tôi, anh em gọi cho tôi đi, Tuấn ơi bơm xăng, Tuấn ơi mô bít sườn, Tuấn ơi kíp phun ok, Tuấn ơi mình hiệu chỉnh AF, mình map hết 12.000 vòng rồi BM. Tại sao lại không hết? Rồi mới ông kia bảo chắc là mua mô bin sườn của tôi đều, được chưa? Thay kim phun của tôi đều, motor bơm của tôi đều. Cuối cùng nó bị cái này. Một con IC giống IC cái đầu của chúng ta, lúc tỉnh lúc mơ, lúc tỉnh lúc mơ. Thì chúng ta phải làm, phải có kinh nghiệm, bởi vì chúng ta chỉ biết là con xe nó hết bài rồi, không còn cái gì nữa. Thì vấn đề chúng ta phải đi tới cái đầu não của nó, đi kiểm tra cái bộ đầu của nó có bị gì. Còn trên đời tôi nói thật nhá, trừ khi nhà viết phần mềm, người sản xuất máy, còn vấn đề tôi để làm xe chưa biết ngán thằng nào. Dù thằng nào làm YouTube, YouTube, nó có dàn xe gấp đôi tôi mua gấp đôi nó luôn. Tôi thích thì tôi ngày mai tôi thả tiền mua xe mới. Nên cái gì tôi làm được tôi báo anh em, không làm được tôi báo anh em, thì anh em hãy tự tấm vào tôi. Không có nghe thằng nào cả. Chứ Việt Nam này, Sài Gòn có mấy thằng dạy các bạn phun xăng điện tử giỏi, đếm đầu người, tôi đọc ra luôn. Nhưng mặn thằng nào thằng làm ăn, đúng không? Còn cái nghề này mẹ tôi like là phải thực tế, chứ không phải là lấy cái file trong kia tôi đổ vào đây tôi like. Đó là hù ma dọa khỉ, anh em hiểu không? Cái gì chúng ta chơi phải chơi thực tế, nói là phải ok. Cái cuộc đời này là vậy, cha mẹ sinh con thì trời sinh tính, ngón tay sinh ra thì có ngón ngắn ngón dài. Ở trên Việt Nam chẳng có nào gọi là từ tài cả, tài thì không ở Việt Nam rồi, tài thì không phải làm rồi, tài chỉ có đi du lịch thuê người mẫu, đi hết cái đảo này đi đảo kia hưởng thụ, bởi vì tiền nhiều. Còn cái này là cái công nghệ, là một cái phần mềm, bất kỳ một điều gì xảy ra cũng phải lỗi, rồi lỗi thì khắc phục. Đó mới gọi là một người ok và thành công nhất. Chứ anh em đừng có chê bai, hỏi cái thằng này ở Sài Gòn, hỏi thằng này chuyên trị rơi turbo, mà tôi ở quê chẳng có cái mẹ gì. Tôi nói thật, mấy cái thằng đấy đầu tư các bạn xe cộ đúng không, chưa chắc hơn tôi, nói cho các bạn có tem luôn. Xe để tôi phá tôi nghịch thì anh em yên tâm. Chứ không phải nhiều thằng đi dạy các bạn nó đi thuê vài con xe ghẻ về. Ở Việt Nam thì thiếu thằng đi dạy các bạn đi thuê con xe đồ mẹ chạy qua thằng hét này quen, thuê trong vòng khoảng ngày hai ngày đưa nó 500-700. Tôi ở đây là không thuê, rồi mượn được con xe về nhà live stream thế nọ thần thánh thế kia, anh em hiểu không? Anh em nghe, anh em bảo đủ mát, thằng này đẳng cấp, đẳng cấp cái mẹ gì, ra đây sửa xe với tôi chưa chắc được ăn, bởi vì bọn nó chỉ có đóng thùng dạy học. Còn bây giờ làm đúng bằng bàn tay của anh em mình, chân đất ra tôi giã cái máy tôi cho nó ngửi khói luôn, kể cả máy winner đấy. Còn để nói cái lý thuyết vẹt với các bạn để những con xe này phải điều chỉnh như làm sao, thì những người đó chẳng qua là gì, dạy các bạn, hoặc là các bạn coi YouTube, các bạn cứ nghĩ rằng người ta đẳng cấp, rồi ông nọ chỉ ông kia, chỉ ông kia, rồi người anh em của tôi gọi tới tôi không thích. Nếu các bạn tin tôi thì các bạn tựa vào lòng vai của tôi biết cái gì tôi chia sẻ đó. Ở đây là ok luôn. Còn vấn đề ở đây anh em hỏi người khác, người khác lại đổ thừa thằng kia và thằng kia, rồi anh em lại nói tôi. Đấy. Máy móc thì thằng nào cũng như thằng nào, đôi khi nó bị lỗi cái file, đó là chuyện quy luật làm ăn bất kỳ cái máy nào trên Việt Nam cũng vậy. Đúng không? Mới bước đi đầu tiên cái gì cũng có lỗi lầm, khắc phục ok. Nên anh em hãy chịu khó làm cái điều đấy. Còn để nói tên tuổi ra mấy cái thằng mà YouTube thì tôi chẳng ngán thằng nào cả, bởi vì tay nghề con xe nó chỉ có tới đó thôi. Giống con xe của AB lúc chiều mang vào đi, và cái thằng già thằng trẻ nào đọc ba cái dữ liệu động cơ mà phân tích được con AB đấy bị cái gì tôi cùi luôn đấy. Nên đôi khi các bạn cứ tưởng nghe những cái này thì mẹ mới bố này cầm cái máy này hù ma dọa khỉ,
xem được cái thông số này thì mẹ biết các bạn bận, mẹ ở cái lúc mà sắp chết rồi chưa có tiền thì không nói phét đấy. Thì tôi không nói phét, tôi bảo ở anh em Kim, Mobit Sườn, Trục, Buji, Áp Bợp, vệ sinh xác IC không hết, Remap không hết, tôi về nhà tôi tháo ngay con AB Black đây, IC K27. Bởi vì tiệm này và tiệm 1 nó cách nhau khoảng 600 km. Đây, tôi phà phát là về. Bởi vì con xe đấy lính làm không được, tôi đau đầu. Hồi giờ tôi ít làm lắm. Đây, dạo này tôi rất ít làm. Tôi chỉ ở cái tiệm này, nó để tôi gọi. Tôi đã đau đầu rồi. Và từ sáng là tôi đau đầu ở trên mạng nữa, tôi cảm thấy tôi mệt. Đấy, tôi phải like liên tục mà. Cái công việc của tôi nó mệt lắm. Nhiều lúc anh em gọi nữa, có cái chuyện chẳng vào đâu cả. Đấy, nó ảnh hưởng cho tâm lý của tôi, nhiều lúc tôi cùng khùng. Tí nữa anh em vào nhóm luôn. Rồi, và thế mà chúng ta ngày mai học, chúng ta sẽ quay lại làm con xe Bison. Nên anh em đừng có nghĩ rằng người mẹ một thằng tay ga thì Tuấn ở thị xã An Nhơn nó nhỏ, mấy thằng kia ở thành phố nó mới xe nhiều, nó mới sửa có ban bận, nó thấm vào đâu. Nhiều thằng bỏ tiền đi học, bỏ mẹ ra anh em, nó hơn tôi chắc. Nhiều thằng ở trong Sài Gòn thì thiếu mẹ thằng đi học, ăn được cái đầu tôi chắc. Chưa chắc, chẳng qua nó nằm ở thành phố, mang xe ra quán chưa biết thằng nào ăn thằng nào cả, tài sản chưa biết thằng nào nhiều hơn thằng nào, xe chưa biết thằng nào hơn thằng nào. Nên đôi khi các bạn yêu thì tựa vào bờ vai, khi nào tôi làm không được nữa thì mới gọi là ok. Rồi, đêm nay anh em thích thì bởi vì nó ok rồi, tôi làm anh em từ Winner tới Bison đẹp, đúng không? Rồi, ok, chúng ta sẽ quay lại. Rồi, bắt đầu. Hiệu chỉnh AF. Cái này khi các bạn quen rồi các bạn bấm liên tục, bởi vì cái này nó bấm khá là nhiều. Rồi, anh em sẽ nhìn thấy cái mã ECM ID K44PV91V01. Rồi, bây giờ chúng ta về không hay về bao nhiêu tùy. Map gốc hay là không hay là tùy các bạn. Cái này anh em không cần phải hỏi luôn. Cái này là cuộc đời anh em tùy chọn. Tùy anh em chọn cái giải sung sướng ở cuộc đời. Được chưa? Sơn nào, thằng em mày, sao mày thương ăn thế? Nhiều lúc anh em cứ làm như vậy làm sao mà chết được IC. Cái này tùy các bạn chọn. Gốc 0, 1, 2, 3, 4. Chứ không phải ở Tuấn ơi giờ phải về gốc, về 0 hay là 1. Tùy. 0 này, 2, 3, 4 này, hết này. Rồi trừ này, trừ 2 luôn. À, em nói mấy anh em đừng có cười em nhé. Mấy cái chuyện kia mấy anh có hỏi em không? Mấy chuyện kia mấy anh có hỏi em, có quay video cho em xem không? Không. Ở trong này chẳng có ông nào dám cả. Cái này gọi là cái kiểu. À, có bao nhiêu kiểu tùy theo chúng ta chọn cái kiểu gì. Anh em đồng tình không? Tùy theo của mỗi con người, tùy theo vào con xe. Để chúng ta chọn cái kiểu gì cảm thấy trong đời chúng ta sướng thì anh em làm thôi, đúng không nào? Đấy, thế là sướng cuộc đời này. Tiền sư phụ lo. Ừ anh ơi, 2 ly xin tố 40.000. Ô xì kê, ăn cho nó khỏe chứ, mai ăn dậy rồi mà em. Ăn mà lấy sức mà tới Tết mà cày chứ. Cũ xe chuẩn bị nó kéo tới ầm ầm tha hồ mà làm. Tháng này kiếm mười mấy 20 triệu mà tiêu Tết. Năm nay có tiền thưởng mẹ đâu. Năm nay ăn chia mà làm gì có tiền thưởng. Mỗi tháng này bào tới 15 triệu mà tiêu Tết.
Này em nói này, ở đây này nó có mấy hình này, mấy anh thích cười em, thích khóc, thích bấm ok, thích thả tim thì các anh tùy chọn. Này các anh thích cười nhạo em thì vào đây này, như thằng Tuấn thằng Đạt đang cười nhạo thằng tay ga thằng Đạt này. Nghe, Tuấn thằng Đạt nó đang cười thằng tay ga thằng Đạt này. Mong cho mày đêm nay mày chết hết ít xe cái xe mày đi, mày nổ quá đi. Tao thấy mày nổ quá, thằng tay ga thằng Tuấn ơi, mong cho mày chết hết cái dàn ít xe xe mày đi, bớt nổ. Thế là khoái rồi, được không? Đấy, cái thằng tay thằng Tuấn thằng Đạt nó còn chê thằng tay ga Đình Tuấn mà, huống chi là anh em. Đủ chết cha tôi che lại coi, chết không biết, đủ che lại, thông cảm chút nha, che lại chút, đủ lỡ mày chết thì nó buồn lắm ấy. Che lại chút. Nghe không? Rồi bây giờ lại tắt bật khóa điện phát nữa, coi như rút cáp ra này. Đây, rút cáp ra coi như là nguy hiểm đúng không? Rồi, lại quay lại bật khóa điện đúng không? IC này tôi nhiều lắm các bạn ơi. Rồi, tiếp tục chơi demo cái nữa nhé mọi người nhá. Rồi. Theo anh em cảm thấy đêm nay thích cặp Motocan và Motobox này mới nhất hiện tại, mua được giá bao nhiêu mình bán luôn, đúng tầm, đúng trái tim, bán luôn đêm nay, lấy cái lọc. Tiếp tục. Đêm nay anh em nào lấy cặp này bao nhiêu tiền, cảm thấy Điền Tuấn thích, đêm nay vui bán cho các bạn luôn, tặng cho các bạn nhóm học online, đêm mai vào Điền Tuấn diễn hết, chơi cho nó đẹp. Cuối năm mà, cuối năm chẳng có cái gì mà Điền Tuấn này phải ngại với mọi người cả. Tiếp tục. Các bạn lúc nãy là hiệu chỉnh đúng không, bây giờ là nạp đúng không, chơi thoải mái, chơi tẹt bô chết bỏ gì đâu. Ui giời. Đây. Các bạn muốn cái gì bây giờ, các bạn muốn là gốc hay là trừ hay là cứu hộ? Các bạn muốn cứu hộ hay là gì? Ok, thả tiền, chuyển tài khoản 2 triệu đêm nay đặt cọc, bán cặp này luôn. Cáp yết đầy đủ, tặng cho nhóm học online. Có cái gì đâu. Cứu hộ không? Khỏi cần cứu hộ, cứu hộ nghe nó to quá. Nạp phay gốc thì mất công anh em bảo ừ rồi, chắc là phải nạp phay gốc. Tăng 4 luôn cho nó đậm xăng. Ngày mai đi tiệm khác nó còn kiếm được đồng. Nếu anh em thích cặp này bao nhiêu tiền comment em cái, đúng cái lương tâm em tặng nhóm học. Thế thôi. Năm triệu đặt cọc vào học, rồi ít bữa nữa đưa thêm vài triệu nữa lấy máy về. Anh Hoàng, anh Bình chuyển khoản cho em. Vài ngày sau anh kiếm được tiền, bảo Tuấn ơi mày ship máy cho tao, tao trả mày tiền qua shipper, ô xì kê. Đêm mai mày nhớ tao, cho tao vào nhóm học là tao vui rồi, nhất trí. Mày hả bưởi. Đời là nỗi khổ cô đơn. Đấy. Đấy. Đâu rồi? Nó vẫn chưa chịu chết. Thì hên quá, chưa mất máu. 2 triệu, 1 triệu, 500 cũng được. 500 thì nhỏ quá, sorry, 2 triệu. Nổ tài khoản vào đêm nay hoặc sáng mai. Tuấn ơi, tao còn thiếu vài triệu, mày cho tao vào nhóm học. Lớn thì cứ gọi là tao ấy. Đúng không? Ok. Tao khoái mày rồi là được. Đêm mai hẹn quý vị đúng 19:30 chúng ta khai giảng.
Ôi giời, lại 2 triệu nói có sai đâu. Hà Nội nè, Bắc Từ Liêm Hà Nội, được chưa? Bắc Từ Liêm Hà Nội, xin lỗi anh trai, em xin phép được giấu số điện thoại. Bắc Từ Liêm Hà Nội, mới làm một phát nhẹ có 2 triệu chứ mấy, mai chuyển máy. Và riêng anh em này bảo Tuấn ơi, anh chuyển đủ cho em, nhưng mình bảo anh ơi 2 triệu được rồi, bởi vì tình nghĩa anh em chúng ta chưa biết nhau ở trên mạng Facebook nhiều, lỡ mai em không gửi máy cho anh thì sao? Chú mày, ai lại nói thế? Ngày mai em gửi máy, 3 ngày sau ở trung tâm thành phố Hà Nội Bắc Từ Liêm, anh nhận đủ, kiểm tra máy, đưa tiền qua shipper, máy chạy 9%. Chứ nhiều anh em biết em rồi thì chuyển khoản nổ bập, không biết em chuyển 2 triệu thôi, mất công em không gửi máy. Và tôi chia sẻ cho các bạn cái này luôn này. Các bạn biết thằng nào chia sẻ trên mạng Facebook ấy, YouTube hoặc là đang dạy các bạn đúng không? Những con xe mà bẩn dính nhớt toàn là xe đi thuê. Nói cho bạn luôn, những con xe nào mà dơ ấy, bảo chia sẻ các bạn là con xe thằng ấy đi thuê hoặc là xe của khách. Còn xe của những anh em dạy nó phải là láng o. Đấy mới gọi là thằng đấy có xe. Anh em hiểu không? Thì tới nơi đó nhiều xe anh em mới khoái múc. Tôi đầu tư ra xe, anh em biết tôi dạy bao nhiêu nhóm, bao nhiêu khóa tôi mới lấy lại vốn. Một winner này nó bích của tôi một khóa. Thấy không? Đấy, một con xe này nó bích của tôi một khóa học. Thì tôi dạy phải biết bao nhiêu khóa, ví dụ 20 con xe thì tôi dạy trong vòng khoảng hơn 10 khóa thì tôi mới lấy lại vốn chứ, đúng không? Nên nhiều lúc anh em bảo tay ga thì Tuấn này kiếm tiền sao dễ thế nhỉ, ở không đầu tư làm sao có lợi nhuận, không mua cái máy bấm tít tít thì lấy cái gì mà để xóa lỗi để kiếm tiền. Ê, anh em mình đó là quen rồi. Bản R188 vào tặng nhóm học luôn mọi người ơi. Bản R Smart Tool 188 tặng nhóm học, tặng bộ tài liệu luôn mọi người ơi. Khóa này mọi người ủng hộ em nhiều, 20 đêm. Có đấy. Học 10 đêm chúng ta sẽ nghỉ một đêm. Và kế tiếp 10 đêm còn lại múc. Nhiều tiền đấy. Nhiều tiền nói nhé. Em chỉ có cà rốt này thôi, nó mới thông họng. Ngoài ra giờ này không uống cà phê bò húc được, uống sẽ không ngủ được. Cà rốt. Sảng khoái cuộc đời, lại có tiếng nói trong lành. Thì anh em nào tin em thì anh em chuyển khoản. Đấy, nhưng đôi khi mà chưa quen thì em không thích làm điều đấy. Lỡ may ngày mai em phá sản thì sao? Đúng không? Đời người đừng tin nhau quá. Rồi ngày mai bất động sản thì mẹ nó xuống lỗ, nó sập sàn, em phá sản thì sao? 10 triệu cũng là tiền to lắm mọi người ơi. Đúng không? Đừng tin vào lời ong bướm, đó là hố sâu, là cặp bẫy của tình yêu. Đừng, tình yêu còn có cặp bẫy mà. Muốn chi anh em mình mỗi người một phương trời xa, chuyển từ từ, chuyển ít thôi. Nhận máy kiểm tra xong vào trong tủ lấy tiền đưa shipper, shipper về nhà nộp cho kế toán công ty giao hàng nhanh, ví dụ Viettel Post, trong vòng khoảng 2 ngày nó chuyển khoản cho Đình Tuấn là được rồi. Xin chào Vũ Đức Mạnh.
Hãy truy cập em vào Zalo 0909 75993, em sẽ ghi lên trên này luôn cho mọi người nhá. Zalo cho em nhá, 0909 75993 nhá. Zalo 0909 75993. Rồi. Mọi người có mua máy thì mọi người đăng ký khóa học nha. Đây cái Zalo em ghim lên trên này luôn này. Ok, anh Sơn xem bạn Hùng nha. Đây, em ghim cái bình luận của em ấy nhá, Zalo Tay Ga Đình Tuấn nhá. Tuấn Thần Đạt đang ghim số điện thoại 0909 75993 nhá. Mọi người hãy nhìn cái, mọi người có thắc mắc gì, mọi người truy cập cho em nhá. Gì đâu, em dạy mọi người coi như uống cốc nước này thôi mà, có cái gì đâu. Đúng không? Khóa này anh em ủng hộ em con winner, nửa con winner là được, có gì đâu. Cuối năm anh em ủng hộ em nửa con winner thôi. Đúng không ạ? Bao nhiêu nửa con winner có mấy người mà, mấy người. Đúng không? Ừ, mỗi người chung tay lại, mỗi người ủng hộ con winner. Nhưng mỗi người có thiệt đâu. Mỗi người lại nhận được bao nhiêu vô vàn là kiến thức. Đúng không nào? Em nói có phải không? Thì bây giờ mỗi người bảo ủng hộ nhiều quá thì nó to, mỗi người vào nhóm học, mỗi người ủng hộ một tí. Đấy. Thì em có nửa winner ngay. Anh em nhận được vô vàn kiến thức. Zalo em ghi ở phía dưới nhé mọi người. Hello Mao sư phụ. Ok Mao đệ. Mao sư phụ rồi, Mao ca rồi, lung tung Mao hết. Đấy, lại 1 triệu như thế này có phải phải không nào? Ê, vừa đòi học rồi, rồi thêm 1 triệu nữa. Ê, trời ơi. Có phải là khoảng 15 người được khoảng 15 con winner không? Ê, đây này, 1 triệu này. Đây, 1 triệu này. 6 số 0 này. Đúng không? Đây, VIP. Cứ tích tắc tí tài khoản lại nhảy tích tắc lại 2 triệu. Lại 5 triệu, lại 1 triệu nhảy tóc. Rồi winner này mới mai mới mở dàn áo ra chứ. Mới bóc tắt cho mọi người. Dây điện nó chạy như thế nào chứ.
cảm biến góc thì cô lập làm sao chứ, ban bận gì hay xảy ra với winner chứ. Ưng nổ ưng tắt máy, chuyện nhỏ, ngày mai bắt đầu. Bóc chín, xin cái thùng quấn chặt áo, bê về tiệm trên, cất trên lầu, có một cái sườn không? Lê Quốc rẻ đâu em, anh em khóa trước anh em đóng thêm 1 triệu á. Lê Quốc ơi, làm gì khóa học online là 1 triệu em. 1 triệu là anh em khóa trước anh em đóng tiền 1 triệu đấy. 1 triệu mà ăn dạy mẹ dàn này xe thì ăn chết ngay. 1 triệu nó có 1 triệu chứ Lê Quốc. Làm gì có online 1 triệu 100%. Ê trời ơi, nạp dữ liệu cộng SMAF cộng 4 thành công. Đấy lại nhắn tin nữa rồi. Chắc là Toán ơi số tài khoản. Cái gì đấy? Em nghe anh trai ơi. Alo. Ôi giời, đúng rồi anh. Rồi mua máy thằng em này phải cho một khóa học online 15-20 đêm tận hưởng cuộc đời chứ anh. Chết rồi, ngủ rồi. Dạ ok chị kê ăn. Chết cha, hết bình luôn rồi quá. Trời, hết bình luôn rồi. Nghe từ bấy là lâu quá anh em ơi, hết bình luôn rồi. Hết bình luôn, sạc cái bình rồi đó. Từ bấy lâu quá mà anh em ơi, người từ bấy giờ bình nó cũng lâu ngoài nó xả sẽ bị yếu, xả cái bình cái đó mọi người. Anh em chờ chút sạc cái bình này đó nhá. Mất công anh em bảo nạp phần mềm để không được thì Tuấn lại livestream để chém gió nhá. Anh em chờ chút. Mọi người chờ chút nhá, đừng rời khỏi màn hình. Mất công nhiều lúc mọi người lại hiểu lầm một tay ga thì Tuấn này hù ma giả khỉ nạp xong đề không được. Hết bình cho mọi người. Đó. Mình đang cắm điện 220 nha mọi người. Đấy, mình để lên cái ghế cho an toàn nha mọi người. Lỡ mày nó giật. Đấy, bên dưới mình đã qua một cái... yếu bình đây mọi người nha. Thấy không? Rồi mọi người cứ chờ một chút xíu nhá. 1 phút thôi. Coi như chúng ta giao lưu. Rồi em đang cắm trực tiếp nha mọi người. Có mà chết SU thì em quăng luôn. Chết IC cũng quăng.
thì mọi người sạc thì mọi người phải kiểm tra cái hệ thống sạc của mình nhá. Đó. Chứ nhiều người cũng đổi thừa do anh em sạc bình, sạc thì chúng ta phải kiểm tra cái thiết bị. Đấy, gà chúng ta nuôi thì chúng ta phải biết. Đây. Rồi nhiều anh em cũng bảo nghiêm cấm không được sạc bình cắm bình ở trên xe. Các bạn cắm như vậy chết hộp SU, chết IC. Bởi vì dòng nó quá, thì bởi vì hệ thống sạc của các bạn nó quá mạnh. Nhiều lúc đang nhịp như thế này. Đúng không? Đấy, đôi khi nó fix. Lại nhịp fix. Thì ví dụ mở cái dòng điện tử thì anh em cứ hiểu nôm na rằng nó sẽ chịu nhịp cái này khoảng 3-4 phát thôi. Mà nhiều lúc nó đang nhịp này fix, lại nhịp fix, nhịp fix, rồi có ăn nhịp ấy. Nhịp quá thì die hết nha. Ê, còn bình thường là cứ nhịp là ok. Bởi vì cái câu chuyện này ai cũng biết cả, bởi vì anh em biết, anh em làm được điều đó mà. Cái vấn đề cái đó là không có cô giáo nào dạy, không có bố mẹ nào dạy, các anh làm được điều đó rất tốt. Nhưng các anh lại làm ở trên hệ thống FI thì nó quá tệ. Em chào thầy Hùng. Bây giờ em xin phép anh Nguyễn Khắc Điệp, anh đúng không nào? Những cái chuyện ở trên đời này không cần phải đi học. Không cần bất kỳ người nào dạy, anh em làm rất tốt. Những cái này có anh em rất nhiều chia sẻ trên mạng, lại anh em lại làm không được. Đấy. Trong cuộc đời của các bạn và anh em mình, gọi là câu chuyện tình yêu, các bạn bụp bụp liên tục này, bụp. Các bạn có ao không? Ao ngay. Đôi khi các bạn phải nhịp. Rồi khi các bạn tăng tốc, lâu lâu tăng tốc một phát, lại nhịp. Đôi khi phải ngâm. Nhịp nhẹ. Bởi vì đủ rồi là phải ngâm. Đây cục sạc của các bạn lâu fix. Đó. Thì tất cả linh kiện điện tử thì tất cả bất kỳ một điều gì cũng vậy. Đấy, người ta sản xuất ra cái điện áp. Nó nằm trong tiêu chuẩn là khoảng bao nhiêu rồi thì anh em biết rồi. Nó quá thì quá một chút xíu thôi. Đây các anh chơi mặn quá. Rồi em sẽ để vô lại mọi người. Rồi. Và vấn đề ở cuộc đời này ấy, em chưa biết bao giờ làm hư. Có thể là ông tổ nghề xe phù hộ cho em được ngày hôm nay chưa biết phá hư con IC gì cả. Đó là cái sự may mắn ở trong cuộc đời này. Oxyke. Ai bảo vừa nổ máy vừa sạc chết. Nổ máy kéo ga chẳng qua bây giờ nó tối rồi, kéo hết ga. Kéo trong vòng 1 tiếng đồng hồ, chết IC Đình Tuấn quăng, chết SU quăng. Ai bảo các bạn nạp bình và lại nổ máy vừa nạp vừa sạc chết. Bao luôn, tùy theo hệ thống sạc. Tiền ít thì mua cái này, tiền nhiều thì mua cái độ xịt xịt hơn 1 triệu. Còn các bạn đây cứ mua ba cái đồ rẻ tiền, đồ quấn toàn. Đấy. Ai bảo nổ máy chết, quá dòng chết. SH này còn chưa sợ chết mà. Huống chi con Vision rẻ tiền. Chơi. Yeah. Vô. Và anh Nguyễn Khắc Điệp lại hỏi bảo Đình Tuấn ơi, nạp như vậy có sao không? Bảo hôm nay không phải là ngày rằm. Ồ, thì không sao. Sạc anh em trừ đi ngày 14, ngày 15, 30, 11. Bởi vì những ngày này có sao. Còn những ngày khác anh em nạp thoải mái. Không có sao. Đồng ý bấm em cái ok. Khắc Điệp, đầu tiên bấm em cái ok. Bởi vì có sao. Có sao không? Sao thì 14, 15, 30, 11. Một tháng có 30 ngày. Hoặc 29 ngày hoặc 31 ngày. Các anh phải trừ ra. Một tháng 4 ngày đấy. Thì sẽ không bao giờ có sao. Hỏi ông sao trên cao. Bởi vì các anh nạp bình, các anh không coi hôm nay là ngày gì. Bởi vì các anh không chịu nhìn trên trời. Hôm nay có sao không? Mà các anh lại cứ nạp vào thì chết. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn những tấm lòng của anh em luôn đồng hành và ủng hộ.
nhiệt tình đến với Đình Tuấn thì Đình Tuấn sẽ không bao giờ đãi bạc với mọi người. Tiền nong mình không cho được. Mình chỉ biết rằng mình biết cái gì trong cái nghề sửa xe này, có kinh nghiệm. Mình nói chung là kinh nghiệm. 12 năm qua mình làm nghề, mình biết cái gì mình chia sẻ cho mọi người. Đó là cái điểm hạnh phúc và cái điểm may mắn nhất Đình Tuấn sống ở trên đời này làm được cho quý vị. Lỡ sau 1-2 năm quý vị thần tài, Đình Tuấn này phá sản, không còn cái cơ ngơi này để làm, để nuôi các cháu, nuôi vợ, thì chỉ cần một cái like của Đình Tuấn lúc này bảo không còn cái gì trong tay. Quý anh em đồng tình, không phải là mình xin, mỗi người cho mình làm 15 ngày, trả mình số tiền khoảng vài triệu. Bởi vì làm nhiều thì nhiều lúc anh em yêu mình, anh em lại không có việc làm nhiều thì anh em sẽ không có tiền trả. Hoặc là nhiều anh em nào thương, Tuấn ơi mày làm cho tao, tháng tao trả mày 10 triệu, làm hết một tháng, tao không thuê mày nữa. Thì tiếp tục anh em khác kêu mang Đình Tuấn. Cứ như vậy được rồi, các bạn ăn gì mình ăn đó. Cứ cho mình chỗ ngủ là được rồi. Nếu mình thất thế trong nay mai, không còn cái gì, chỉ còn đôi bàn tay trắng. Lúc đấy cái nhẫn cũng chẳng còn đâu mọi người ạ. Bởi vì lúc ấy đói thì hai vợ chồng phải tháo nhẫn cưới, mang ra bán lấy vài trăm nghìn để ăn tiêu bởi vì đói. Đấy. Thì lúc đấy nhiều lúc mình không còn cái điện thoại nữa rồi, bán luôn rồi. Mình sẽ mượn một cái Facebook nào đấy, mình gắn thẻ tay ga Đình Tuấn. Thì mình kêu mang với mọi người nào đã được thành công trong khóa học này, mua máy được tặng khóa học, thì anh em hãy cho Đình Tuấn làm trong vòng khoảng 15 ngày, 5 triệu, 30 ngày, 10 triệu, bao cho mình sáng ăn xôi cũng được. Chưa các bạn, ở gia đình anh em ăn cơm gì cho mình ăn cơm. Nếu đồng ý, bấm cho suốt like OCK. Đêm nay là đêm diễn cuối cùng của mình. Mình hẹn mọi người trong vòng khoảng 15 cho tới 20 đêm nữa thì mình mới gặp lại. Bởi vì dạo này mình like liên tục, nếu có làm phiền mọi người, rất mong mọi người thông cảm. Nhiều chị nhà, rất mong chị nhà thông cảm. Bởi vì nhiều lúc các anh không làm được cái gì trong công việc nhà, các anh luôn luôn phải mở cái điện thoại lên xem tay ga Đình Tuấn live stream chia sẻ. Đó nó hoàn toàn là sự thật. Ở cuộc đời này chúng ta cần phải làm. Đó, thì rất mong tất cả gia đình, chị nhà của quý anh em thông cảm cho Đình Tuấn. Có mà đêm mai mọi người trả tiền cho Đình Tuấn like, Đình Tuấn cũng không like được nữa rồi. Bởi vì bắt đầu là 19:30 bắt đầu học, cũng bây giờ là lúc vừa tan khóa học vào đêm mai. Bởi vì bây giờ cũng là 22:00 thiếu 5 phút. Đấy, không có cái gì cả. Rồi, anh em nào quan tâm sản phẩm thì anh em hãy comment, comment inbox cho mình. Đây, Smart Tool em sẽ chuẩn bị và tiếp tục ngày mai gửi đi Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho mọi người. Con bản RM Tour. Anh trai, nếu xem cái clip này thì con này là con mới, em khui ra để em test bản R. Rồi, một bộ tài liệu không có cái gì nó cao quý cả. Chỉ mong rằng căn về nhà em dạy cái gì căn đánh dấu vào. Ok. Và anh này, anh đã chốt luôn các bản R luôn. Đấy, Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Anh đã đặt cọc 2 triệu. Anh nhận máy, anh kiểm tra máy có lên nguồn không. Anh đưa qua shipper 16 triệu 800 ngàn nữa là đủ. Ngày mai em sẽ hàn tặng anh em vài bóng led. Được chưa? Còn trong cái cuộc sống kinh doanh làm ăn, bất kỳ nhà sản xuất nào, Honda, Yamaha, SQM, Suzuki, bốn nhà sản xuất, nếu Piaggio nữa là năm nhà sản xuất, đúng không ạ? Năm hãng khác nhau. Trong năm cái hãng đấy gọi là năm cái head sản xuất cho năm loại xe, thì đương nhiên luôn luôn phải cạnh tranh với nhau, ra luôn luôn cái mẫu mã mới, đúng không ạ? Để cạnh tranh với đối thủ bên cạnh. Ví dụ như kiểu Winner X bán tại sao giá lại rẻ? Bởi vì người ta tiếp tục ra Winner mới. Đấy, để người ta cạnh tranh với xe SI. Thì trong cái dân tư nhân, tư duy của mỗi người kinh doanh thì miễn nhau nhà sản xuất bán được những con xe
bán được những con xe. Thì trong những cái nhà gọi là những nhà tư nhân, người ta phải bán đầy đủ xe, bán đầy đủ xe để người ta phục vụ nhu cầu của khách hàng. Vào anh chị có nhu cầu mua Winner, có nhu cầu mua Exile, có nhu cầu mua Suzuki, thì tất cả là một người bán hàng như tôi thì đương nhiên phải phục vụ đầy đủ cho quý vị anh em. Còn vấn đề anh em sử dụng máy ban bật thì vấn đề tôi đã lo trong cái vấn đề online. Còn vấn đề trục trặc gì về máy bảo hành thì quý vị gửi cho tôi có trách nhiệm bảo hành, tôi sẽ gửi cho công ty. Nhiều lúc cái rủi ro trong cái bảo hành nó quá thì đôi khi tôi sẽ bù tiền chút xíu phụ anh em. Bởi vì rủi ro nó chẳng khác gì chơi bảo hiểm. Đúng không? Phải lấy số lượng nhiều, nuôi số lượng nhỏ. Còn bây giờ cứ lấy số lượng nhỏ, nuôi số lượng nhiều thì tất cả đều là phá sản. Trong kinh doanh làm ăn thì tôi hy vọng rằng những cái nhà luôn luôn kinh doanh làm ăn bán tất cả phụ tùng hoặc là tích kỷ những cái gì thiết bị máy móc chẩn đoán thì luôn luôn chúng ta hãy bắt tay để làm công việc cho nó đẹp. Còn máy tôi nói luôn cho các bạn, Motoscan, Motocan, Motobox chỉ là một công ty dealer auto sản xuất và đồng thời cần tới những đại lý phân phối chia sẻ cho những đại lý nhỏ và tiếp tục đại lý mới bán cho anh em thợ. Bởi vì có mỗi người có một cái tài lẻ riêng, có một sự sức hút riêng ở trên cộng đồng mạng. Anh em nào tin tưởng thì anh em mới ủng hộ người đó. Thì một công ty sản xuất máy thì phải cần có nhiều đối tác để thiết bị máy mình chạy ra thật nhiều thị trường. Và máy của mình hàng tháng, hàng tuần bán đi được nhiều thì đương nhiên công ty sẽ thu về lợi nhuận. Và lâu lâu thì đương nhiên bị lỗi thì những đại lý nhỏ sẽ gửi về cho công ty. Bởi vì đại lý nhỏ phải có bảo hành cho anh em thợ. Thì đương nhiên công ty phải bảo hành cho đại lý. Còn ở thiên hạ trên mạng này không có máy nào trôi nổi, công ty nào luôn luôn chỉ có một máy, không có hàng trôi nổi. Nên thì Tuấn chia sẻ vấn đề đó luôn. Kể cả máy Smartoon chỉ có công ty Autoshop. Autoshop, Autoshop, có rất nhiều người gọi Autoshop, Autoshop. Giống Smartoon người ta gọi là gì, Smart gì, rất nhiều. Nên tất cả máy, tất cả công ty. Còn nếu tôi xin phép mọi người, nếu lần sau tôi bán máy, nếu tôi chỉ cần nghe bất kỳ một đại lý nào nói tôi là bán tất cả những dòng sản phẩm này là hàng trôi nổi, tôi sẵn sàng live stream đập luôn cái máy đó. Và tôi sẽ làm cho công ty đấy phải trôi nổi. Còn nếu thơ kiện thì phải đủ 10 tỷ mới kiện được tôi. Đó là cái tôi chia sẻ cho tất cả những công ty bán bất kỳ cái gì, máy móc phụ tùng, thiết bị. Với tôi hiện tại để đập một cái máy thì nó quá chi là đơn giản, bởi vì nó không làm nhò gì. Mà công ty tất cả sẽ phải đi xuống. Tôi không dám làm giỏi, tôi làm liên tục. Đó. Thì tất cả chúng ta hãy là một nhà chia sẻ lẫn nhau. Bởi vì cái cuộc sống này ấy, duyên ai đến thì người đó nhận. Giống một người thích Winner, một người thích Ed, một người thích SH. Còn riêng cuộc đời tôi lại thích con Quy Tàn. Mà lúc chiều tôi live stream mọi người lại đấu giá 4 triệu. Trong đời tôi lại thích con Quy đó thôi. Bởi vì nó nhẹ nhàng. Bởi vì ngày xưa ước mơ của tôi muốn mua được tất cả xe. Bây giờ tôi ước mơ thành công, nên tôi không thích những con xe này nữa. Bởi vì gia đình tôi, bản thân ngày xưa gia đình tôi là gốc Bắc, đúng không ạ? Ở Hà Thạch Thất, Hà Tây, mẹ tôi Phú Kim. Tôi sinh ra một gia đình khá là nghèo, bố mẹ tôi làm nông chỉ biết ăn và đẻ. Bốn thằng con trai đẻ liên tục tì, mỗi thằng 2 năm, thằng cuối cắt, thằng thứ 3 năm. Và cái đời đấy ngày xưa chỉ có Rimway Cup 81. Ngày xưa các bạn đâu phải là ra hàng xóm mượn con xe đi một phát là sướng, ai cho mượn đâu, khó lắm. Nên cuộc đời bố mẹ tôi làm máy chẳng bao giờ mua được con xe máy. Không bao giờ mua được con xe máy. Sau này khi tôi lớn lên trưởng thành, bố tôi mua được con xe xăng răng lên đời DD. Bị cái thằng thợ tăm mao, nó bảo chú ơi con DD này chạy ngon, DD đỏ. Nhưng rồi tôi mới biết con xe này là xăng răng, người ta lên DD. Đó. Thì thời tôi lớn rồi thì ước mơ tôi bén duyên với nghề sửa xe máy này. Ngày xưa tôi học điện lặng,
tôi lấy bằng cấp chứng chỉ ra trường, thật sự nó làm không ăn thua, tôi mới đi xin vào học sửa xe ở trong thành phố. Tôi chỉ ước ao rằng những người đấy cho tôi làm cái gì, bữa cơm tôi chạy thử con xe. Chỉ cần nhu cầu của tôi, khách hàng tin tưởng, chủ cửa hàng bảo em ơi cho em chạy thử con xe này là cuộc đời tôi sướng. Nhưng không ngờ cái nghề này bén duyên với tôi. Tôi hôm nay có tất cả. Có tất cả, tôi nói không thật là tôi giàu, nhưng thật sự tôi có tất cả. Nếu bây giờ tôi thích gì tôi mua được tất cả. Tôi dám hứa với anh em có bóng đèn, tiền tôi không nhiều, nhưng có thể thích thì tôi có thể mua được tất cả. Đó. Thì đó là cái câu chuyện tôi chia sẻ đêm nay. Thì hẹn tất cả quý anh em trong vòng khoảng 20 ngày sau, hoặc là 10 ngày đêm sau, tôi xin phép anh em tôi nghỉ giải lao, thì tôi lại gặp lại mọi người. Đấy, thì mọi người lại đóng góp tôi có cái gì đấy, tôi lại chia sẻ với mọi người nhiều cái hay. Thật sự ngày hôm nay các bạn biết tôi rất mệt, tôi chưa tắm rửa luôn. Tôi chỉ vào ăn chén cơm, tôi vào một phát, hai cái tiệm này tôi đảo qua đảo lại. Bởi vì gần Tết rồi nó rất là đông, lại công việc ở trên mạng lung tung. Đó. Được chưa? Và đặc biệt vợ tôi đi làm bất động sản, nhiều lúc tôi cảm thấy trong người mệt. Vợ tôi bị những đối thủ hôm nay nó nói nặng nói nhẹ về vợ kể với tôi bực mình chứ. À, tôi cũng muốn là ra sân bất động sản đi theo con vợ của tôi, coi có ai bắt nạt vợ không. Đúng không? Còn khi các bạn ra đấu trường là bất động sản, ở đấy không có tình cảm đâu, tất cả là tiền, tất cả là tiền hết. Khi làm bất động sản, tất cả sẽ là chia phe, chia bè, chia nhóm. Chẳng qua gặp nhau cái nhìn cái cười chơi thôi, cuộc đời nó là thế. Nhưng tất cả khi vào trong cái sàn giao dịch đấu giá là phải chia phe để đấu, đánh bại đối thủ, để giành được những cái khu đất đấy thì các bạn mới bán được. Còn các bạn không giành được đất thì làm sao các bạn có đất được để các bạn kiếm tiền. Đấy, đó là chia phe. Nhiều một cái nhóm 3 người, 5 người, 4 người tùy theo, thì đương nhiên người ta sẽ dồn lại số tiền có thể lên tới 7 tỷ, tới 10 tỷ để người ta đi đấu. Khu A có bao nhiêu lô, khu B, khu C, khu D, khu nào đẹp, tiền nó nhiều mà. Nhiều người vài chục tỷ, người ta góp lại, hay là nhiều tiền nữa người ta đánh một. Một mình đánh 10 người chết. À, bởi vì 10 người, mỗi người 1 tỷ, 10 người chỉ có 10 tỷ. Ông này ông cầm tới 50 tỷ, bạn đi bước 3, ông sẵn sàng bước 5. Cho mày khỏi cần đấu luôn, tao sẵn sàng mua giá cao để tao ôm đất. Tiền nhiều ha. Đó, nên cuộc sống làm ăn thì chúng ta hãy là một tình người, hãy vui vẻ với nhau. Cuộc sống này sai sửa, đúng không? Không có bè phái. Đó. Trong một cái nhóm làm ăn, một cái hội 50 người, một người sai, 49 người kia phải bảo người đó: em, bạn ăn cái này sai mày ạ. Thật sự anh em mình trong nhóm với nhau, nhưng tao ở ngoài cuộc, tao nhìn thấy cái này sai, tao góp ý cho mày. Chứ tao cũng chẳng bân gì thằng đó, bởi vì thằng đó không phải trong nhóm anh em mình. Nhưng ở đây mình biết là bạn sai, phải nói cho người bạn mình hiểu, hoặc là cho người trong nhóm mình hiểu. Đừng để 50 người để một người sai, 49 người kia cùng ùa, chẳng khác gì nó là một bầy chó, chó sói chờ thịt của con gì, con hổ, con cọp, ăn con hươu hoặc con nai thừa thịt thối mới bu vào để cắn, để ăn. Thì cuộc đời này đừng nên làm vậy. Đó là cái câu chuyện mình gặp, mình chia sẻ. Đừng có bè, đừng có hội, đừng có nhóm. Thịt người má hôi nát lắm, tanh lắm, đâu phải là thích là xăm vài cái hình hù ma dọa khỉ ở đây. Anh em hiểu không? Hôi nát lắm, chưa tắm hôi. Đấy, cuộc đời này chúng ta phải dùng cái đầu, biết đúng biết sai. Đấy, đừng có để vài chén bia hoặc là hội hè 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 là không tốt. Nên ở Việt Nam này tôi chắc chẳng ở cái hội nào cả. Ê, chẳng hội, chẳng hè. Mà tay nghề sửa xe vẫn nhờ phà phà. Ngày xưa tôi không dám nói nhỉ, nhưng hiện tại tôi sửa xe phà phà. Ai bảo một cái hội là tay nghề giỏi? Một cái hội 50 người, liệu có 10 người sửa xe ăn tôi chưa? Chưa chắc.
đúng không? Nên tất cả là gì? Là tình nghĩa anh em hết. Đấy, câu chuyện phải biết đúng biết sai, sai sửa nó mới đẹp. Và công việc của mình làm tốt để người ta hiểu, đừng nên hay xỉa, hay xỉa. Ok, được chưa nào? Rồi, clip đến đây của tôi xin phép được tạm dừng. Chúc toàn thể quý vị anh em hôm nay là ngày thứ bảy cuối tuần, sức khỏe, bình an trong cuộc sống. Và những anh em nào luôn đồng hành và theo dõi, ủng hộ tôi, luôn luôn thêm tôi cái live stream trong suốt thời gian rất ngắn này, liên tục tôi like, bỏ bê công việc, bỏ bê con cái, bỏ bê không tắm rửa cho vợ, bị chị làm lạ. Tại sao? Tôi thấy thằng tay ga thì Tuấn nó có phải là phụ nữ đẹp đâu, có phải là nó quá thái để nó sửa cho thằng người phụ nữ đẹp đâu. Mà tại sao mới ông tối nào cũng xem nó tắm rửa không lo tắm rửa, ăn thì không lo ăn, vừa ăn vừa nhìn thấy nó like. Xin lỗi mọi tất cả gia đình, đặc biệt những chị nhà. Nhưng thật sự cuộc sống này Tuấn chia sẻ, nó không bao giờ làm cho các anh lầm đường, lạc lối, đi vào một cái ngõ cụt. Tất cả em live stream ở đây cho các anh thì tất cả nó sẽ là con đường tươi sáng. Rất mong chị nhà thông cảm, lượng tình, tha thứ cho Thị Tuấn. Được chưa? Có nhiều anh nhắn nhủi. Có nhiều người nhắn cho tôi những bài văn rất hay. Thật sự tôi như khác người khác. Tôi mà như người khác là tôi sẽ ốp cái câu đấy, gắn thẻ với anh đấy, đưa lên trên mạng. Nhưng tôi lại không thích điều đấy xảy ra. Không thích điều đó xảy ra với tôi. Để cứu anh em, để tôi quay live time lại, tôi bảo hôm nay tôi cứu ông này bị cái gì để tôi đưa lên mạng. Tôi rất ít, không phải như người ta bô bô cái live stream như này. Em ơi, làm như thế này à, chả biết các bố giỏi. Nhiều các bố đây, hôm nay ban bận này, hôm nay anh này anh chia sẻ này, mình cho anh em coi lại này. Tôi lại không thích như vậy. Tôi cứ tèn tèn thế thôi, không có gì phải suy nghĩ nhiều. Quan trọng tôi sức khỏe, âm thanh nó tốt. Trời mưa tôi phát tắt mưa là được. Để cho quý vị xem. Rồi, hẹn quý vị cho vào khoảng 10 đêm nữa. Những anh em nào chưa ngủ, đừng có ngủ sớm. Mà anh ngủ sớm quá, liên hệ truy cập Zalo, em tiếp tục đọc mọi người. Và sáng mai em ăn sáng, em sẽ không nghe bất kỳ cuộc điện thoại nào nữa ở ngoài. Và em tiếp tục, em phải dò trong danh bạ. Những anh em nào chưa vào nhóm, em đưa vào nốt. Đấy, trong vòng buổi sáng mai, để buổi chiều mai em phải nghỉ ngơi sớm để em dạy mọi người. Còn như này nữa em không có sức dạy. Dạy nó khác như thế này. Dạy như thế này nó dễ, còn mà dạy nó mệt lắm. Ánh đèn đồ, phải camera, phải chiếu sáng để cho mọi người học chứ. Còn cái này cái là live time, cái chia sẻ trong cái nhóm fanpage. Xin chào. Đấy. dầu dai hết cả này chưa tiền cạo. Đấy, cứ thả tim như vậy là em khoái rồi đúng không? Cuộc đời này lựa lời mà nói, chẳng bao giờ phải mất tiền mua. Mới ăn xem cảm thấy hay, cứ nhấn nhẹ nhẹ thôi, không nó bể màn hình. Nhấn, em nhìn thấy những cái like của anh em, anh em này xuất hiện này, thả tim này, ông này cười này, thì em bảo bộ phim này Thị Tuấn diễn nó đạt, thì anh em mới thả tim. Còn nếu thật sự Tuấn diễn mà không đạt thì anh em không thả tim, ngày mai mình chẳng muốn diễn nữa. Mà hai nữa mình phải luyện. Anh em hiểu không? Đấy, mình phải luyện. Mình phải quay, mình phải tập. Đấy, mình phải thuê ekip. Thì mình diễn, bởi vì anh em xem không hay mà. Như thế này là tuyệt vời. Đấy. Rồi, thank you. Osiko. Osike. Lại học nữa à? Học nhiều thế. Khóa này có nhiều xe không? Khóa này hơi bị nhiều xe nhỉ. Ai cơ?
À có, alo. Anh em mình mà bữa nào có dịp bay hết Covid bay ra ngoài Bắc, anh em tập trung khoảng 50 anh em mình làm cái chỗ nào khu nào ngồi mẹ sướng cuộc đời, kiếm mấy con xe rồi phân tích dữ liệu xong buổi chiều chúng ta nghỉ. Mà ra Hà Nội em thấy chán quá, ra Hà Nội bố nào cũng lo làm, nghỉ một ngày đúng không? Hôm nay chúng ta tập trung ăn sáng uống cà phê giao lưu rồi buổi chiều chúng ta đi nhậu, nghỉ một ngày có chết đâu. Mẹ Covid thì mẹ vài tháng còn chẳng chết đúng không? Ê, giời. Thì kệ đi. Còn... Ê... ok. Đôi khi cuộc sống này phải thở lở thì trời mới cho chứ. Đúng không? Ok anh trai. Nha. Rồi. Thế người Bắc Từ Liêm đây. Thách đó hả? Ok anh. Dạ. Ok. Em mong hết Covid em bay cái đi. Bay khứ hồi cả đi cả về 5 ngày cái ra chơi bữa tưng bừng. Thì ngoài ra bị nằm mặn mà. Nha. Ok nhá. KCO vào nhóm, truy cập vào trong nhóm. Ok. Đã vào đâu tôi đã cho ông vào đúng không? Được vào nhỉ? Đây giờ phải cho mới được vào chứ. Nha. Ok. Kiếm được có gì đâu mà có kiếm được thì không có lăn tăn vào cái chuyện đó được. Anh hiểu không? Thì em đang nói chuyện anh hiểu không? Cuộc đời mà mẹ cứ thở lở đi, gặp thằng Đình Tuấn này mẹ nó lại mang lại cái phước lành cho mình, ngày mai mình lại bụp được nhiều. Ê, thấy không? Đấy, đôi khi bỏ ra một mà lại kiếm được 10. Đấy, đôi khi cuộc đời là thế. Mai mốt này, thằng Tuấn này ok lại có điều kiện lại mua sách cả thác về, nó lại tham đủ nó mua hết, thấy không? Rồi, ok. Lại tiếp tục. Truy cập Zalo. Rồi, em làm việc đây. 12 giờ đêm nay em mới nghỉ nha. Mọi người ít ngủ thôi. Mà em làm việc liên tục này, em ít ngủ, mọi người ngủ nhiều quá. Thank you.